Hello anh em, tôi là Sir Alex Ferguson, huấn luyện viên xuất sắc nhất mọi thời đại theo bình chọn của mấy ông cháu ở 442. Cả đời tôi huấn luyện 26 năm, giành xương xương 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 4 cúp liên đoàn bóng đá Anh, 10 lần vô địch FA Community Shield, 5 chức vô địch FA Cup và 2 danh hiệu UEFA Champions League. Tôi thì không thích flex lắm đâu, nhưng mà thằng Pressing Time nó cứ bảo tôi là kể qua chút thành tích cho nó uy tín, chứ không lên build đội hình thì mấy ông cháu lại bảo là yếu nhất tầm giá. Thôi lan man quá thì mình bắt tay vào việc luôn. Ngày hôm nay tôi sẽ xây dựng một sơ đồ đội hình 4-2-2-2, cũng là sơ đồ đã gắn với rất nhiều vinh quang của cá nhân tôi trong quá khứ. Nghe đâu thì dạo gần đây, sơ đồ này cũng đang thịnh hành ở các giải đấu chuyên nghiệp, mong là sẽ giúp cho anh em chơi FC Online có thêm thật nhiều nguồn cảm hứng nhé. Cơ sở để anh em chơi 4-2-2-2, đầu tiên là khả năng phối hợp ăn ý của cặp tiền đạo. Như năm 99 thì tôi có Andy Cole và Brian York, năm 2007-2008 thì có Rooney và Carlos Tevez. Điểm chung của những cặp đôi tiền đạo này là luôn có một người kéo xuống để làm bóng, có xu hướng như là một CF, người còn lại thực hiện nhiệm vụ chạy chỗ và dứt điểm thành bàn. Và như thế thì quả trò cưng của tôi, Wayne Rooney Icon TM, chắc chắn là phải có một slot góp mặt, 31 lương. Tuy nhiên sẽ là sự đầu tư dài hạn của anh em trong đội hình và xứng đáng tới từng đồng anh em bỏ ra. Anh em nào mà không có nhiều tiền thì có thể dùng Icon 5, cũng là ổn áp rồi nhá. Người thứ hai tôi nghĩ không thể phù hợp hơn là Ronaldo CC. Hồi năm 2007-2008, cháu nó còn là chân chạy cánh số 1 thế giới, mà càng về những năm sau đó lại càng trở nên hoàn thiện ở vị trí ST. Ngoài đời thì Rooney và Ronaldo cũng rất thân nhau nữa, nên sự thấu hiểu này là cần thiết cho một cặp đôi tiền đạo. Hai bên cánh nếu đúng như phong cách thời xưa của tôi thì chỉ cần mấy ông cháu có khả năng tạt bóng tốt thôi. Cơ mà bây giờ thì bóng đá nó đã thay đổi nhiều quá, cái gì mà cứ phải 2 chân 5 năm thì mới gọi là ổn áp cơ. Vậy thì có lẽ Nani VTR cộng 8 ở một cánh, Mkhitaryan FA ở một cánh thì phải gọi là hết nước chấm. Đã thế lương của hai ông này chỉ có 20 và 24, anh em tha hồ mà pick thêm những vị trí chất lượng khác trong đội hình nhá. Rồi thì cặp tiền vệ trung tâm mới phải kỹ này, vì đội hình này khi triển khai sẽ rất lủng giữa, nên anh em sẽ cần ưu tiên những CM chất lượng để làm chủ cuộc chơi, nếu không muốn mỗi lần đội bạn tấn công là một lần run lên cầm cập như khi gặp lão Pep chặt vào chung kết C1 đấy. Thôi thì nếu có một vé làm lại, tôi ước mình đã không ném chiếc giấy bay vào thẳng mặt thằng Beckham, để bây giờ pick nó luôn vào đội hình này. Nghe đâu mùa giải Icon của cháu nó bá đạo lắm, vừa là chạm trung chuyển bóng, vừa có khả năng va đập tốt, và hiện tại còn đang là top CM của các game thủ Hàn Quốc lựa chọn đấy. Vậy thì cứ tạm chốt một trong hai vị trí giữa sân thuộc về cậu Beck đi, để tôi tính tiếp cái tên còn lại. Ngoài đời thì chắc tôi pick ngay con hàng Roy Keane rồi đấy, đúng chất thủ lĩnh tôi đang tìm kiếm ở đội hình này. Nhưng nghe đâu trong game bảo là khá chậm và không thể theo kịp được với những con hàng quốc dân. Park Ji-sung cũng là một sự lựa chọn tương đối ổn, nhưng nếu anh em là một người yêu thích sự phong thủy, sự hiệu quả, hãy quất ngay thử em Paul Pogba BWC này về, vừa chuyên chọc hay lại vừa sút xa tốt, đã thế lại được quả thể hình hết ý. Có điều là săn hàng lúc này hơi khó, tuy nhiên thì những anh em nào mà chịu khó canh thì vẫn về như thường nha. A nói nhỏ là cháu nó vừa bị cấm 4 năm nên khả năng limit trong tương lai là khá cao. Anh em nào mà hệ đầu cơ tích chữ thì đây là một con hàng quá tuyệt vời để sở hữu. Xong tiền đạo với tiền vệ thì cũng hòm hòm rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với hàng hậu vệ. Chắc chắn là nhiều anh em cũng đã đoán được phần nào về cặp đôi trung vệ trong đội hình này, đó là Vidic và Rio Ferdinand Icon. Vidic có điểm mạnh là tắc bóng và sức mạnh, Rio thì lại có điểm mạnh về khả năng đọc tình huống và tốc độ. Cả hai bù trừ cho nhau và cũng đã từng là nhân tố giúp tôi gặt nhẹ chiếc cúp C1 từ tay của mấy anh em nhà chè đấy nhá. Ngày xưa tôi toàn trả lương thấp cho mấy ông hậu vệ, thế mà bây giờ từ khi nâng lên 255 lương, ông cháu nào cũng đòi là phải xài lương cao thì mới đuổi được các máy chạy ở phía bên kia cơ. Thôi thì lương cao cũng có ngay lương cao, so béo GR bên cánh trái thì quá uy tín rồi. Cánh phải sẽ là răng của mùa up, một trong những con hàng ngon bổ rẻ mà anh em có thể tham khảo sau khi xem clip này của tôi. Giá thì chỉ có 20 tỏi cho một RB ở mức thẻ cộng 8. Quá là hời phải không? Và để làm cú chốt hạ cho đội hình này, Van der Sar TT có thể coi như là một sự đảm bảo tuyệt đối cho khung thành. Ngày xưa tôi rủ mãi từ Juventus cậu ấy mới về, tuy nhiên anh em giờ thì may mắn hơn nhiều, cứ đặt mua hàng là có thôi. GK quốc dân nên chất lượng 10 điểm không có nhưng. Về chiến thuật, cá nhân tôi yêu thích một lối chơi an toàn cho đội hình này, và ghi bàn phụ thuộc vào việc chuyển trạng thái nhanh bằng những đường chuyền xuyên tuyến. Đó cũng là lý do tôi cài lùi về ở mục phòng ngự và chuyền dài ở mục tấn công. Các thông số khác tôi sẽ cài tương đối cân bằng để duy trì được khối đội hình ổn định trong cả tấn công và phòng ngự. Sự quan tâm sẽ dồn đến nhiều hơn ở mục chiến thuật đơn. Nếu mid mạnh nhất là mid 3 người thì team phòng ngự hay nhất là team phòng ngự 11 người. Các cầu thủ không kể là tiền đạo hay là hậu vệ sẽ đều cài hỗ trợ phòng ngự ở phần chiến thuật đơn để kịp thời lui về trong những tình huống phản công của đối thủ. Đồng thời hai CDM tôi sẽ cài tập trung ở trung lộ để pressing đối phương khi cần thiết. Tuy nhiên anh em lưu ý nhé, là tuyệt đối không kéo hai cầu thủ này ra quá xa khu vực trung tâm, bởi khi đó những khoảng trống chết người ở khu vực zone 14 sẽ lộ ra. 4-2-2-2 sẽ rất sợ với những dạng đội hình thiên về sút xa ở ngoài vòng cấm. Về mặt tấn công, hai cầu thủ chạy cánh cần làm tốt nhiệm vụ bám biên ở hai hành lang, trong khi đó hai tiền đạo phía bên trong sẽ liên tục chạy chỗ để tìm ra những khoảng trống phù hợp. Đó là lý do tôi cài xẻ nách và chạy chỗ cho cặp đôi này. Anh em hãy chú ý đến những khoảng trống ở cột 2 và cột 1, bởi đây sẽ là những vị trí luôn tiềm ẩn cơ hội ghi bàn.
đặc biệt là khi bạn sở hữu trong đội hình những chân truyền như Paul Pogba, Beckham hay Mkhitaryan, những người đủ sức đặt quả bóng vào đúng nơi mà bạn muốn. À, ngoài ra thì hai hậu vệ cánh dù có khả năng lên công về thở, song anh em cũng đừng nên ham mà cài tấn công nha. Cứ cài không tham gia cho nó củ chắc để luôn đủ quân số ở bên phần sân nhà nhé. Thích hậu vệ dâng cao thì có thể cài thêm công 3 là ok rồi. Anh em thấy sao về đội hình Man United của tôi? Đừng quên để lại một like để lần sau tôi lại được thằng Pressing Town nó mời lên chương trình và trả cát nữa nha. Vẫn còn rất nhiều những giáo án của tôi muốn chia sẻ với các anh em lắm.